Wow.
Thầy đã chia
mọi loài ấm no. Là có hai đất đồng từ âm dương cách thì âm dương lưỡng đạo phân ra hai thần. Bức này phân họ sinh nhân lấy vì làm chúng cứu công công ăn quỷ ta. Bức này cho chúng hồn nọ con ra siêu sinh tình độ cũng hoa bộ thân. Bảo nhau ăn uống ba phần tiên thu báo nặng trốn phân đôi đường. Làm bắt mỗi người một phương sinh nhật các anh âm hồn siêu sinh. Chúng mình âm chiều ánh đầu sinh đời hòa khổ kiều đa ngưỡng bạc nhà ngưỡng thuộc thánh ánh tử vi bằng bằng như đạo pháp thần mặt kiến như đất chỉ hà hoài đạo vi bất bất tiêu 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 bạch bạch lưỡng phân phân như là hà quang hồ nhi bất cả thô âm dương cách biệt đã sinh tử phù đồ đại chúng chúng đi chi thành đồng phần tám đồ. Cả giờ thiên nhiên đang sinh bảo ta mong đi
thú chân linh nhập duy tân đầu chi tân lương ứng tác sinh tiền chỉ công đức siêu ra tăng na tịnh ra đôi bản bằng tiểu phẩm chi niên hoa đoát xuất thu đô ngũ trường tam đơn chi thu ký bất sinh bất diệt vô cứ vô nai vô chi điểm giả hữu điểm cấp ma phó trừ bị chân linh bùi ra tiên tổ đẳng tư hướng hồ thiệp tích ca như lai di giáo để tự thân công lai toàn nai văn tiền tuyên tập kỳ chu giới đã sàng tiền dùng bằng phố đô tạm là chiếu tức thành là chi tinh hòa báo tức chi tấn đô phong hòa vĩ chi vi đam ta đạo chi nhân là độ tâm ngàn hồ thổ ung thiên mà bụng biển là quang hà mãi tinh tư vạn từ ý khởi bách đoàn phải đào cầu đức đông phương giáo chủ
Hiện nay tại nước Việt Nam, tỉnh Hưng Yên, huyện Khoái Châu, xã Yên Khê, đệ tử chúng đồng thành tâm phóng tục dường kỹ sư ở lưu ni kinh chú ý cần lễ Phật niệm Phật. Chỉ đệ tử chúng con chí kính đang thành sám hối tụng kinh nghĩ kính nguyện đề cầu đức Đông Phương giáo chủ dược sư lưu ni Quang Như Lai cùng chư vị Bồ Tát chư hiền thánh tăng từ bi hộ trì cho gia đình tín chủ chúng con Phan Thị Quan Nam Tử Bùi Ngọc Tuấn Hôn Tử Nguyễn Thị Thuyền Linh Nhĩ tín chủ Bùi Thanh Cần Hoàng Thị Dinh tín chủ Bùi Thị Hiên Nguyễn Đức Vinh cùng các cháu Bùi Ngọc Phương Bùi Ngọc Vượng Bùi Phương Anh Bùi Bảo Anh Long Mỹ Bùi Đức Hiếu Bùi Ngọc Thuần Nguyễn Đức Tùng Nguyễn Đức Chiết cộng nghệ toàn gia quyến đảng nghĩ sinh quán tại xã Liên La Khê huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên chú quán tại nước Ban La Nghĩ Hà cộng nghệ gia đình các tín chủ chúng con Bùi Ngọc Ca Túy Bùi Văn Tấn Lê Thị Đại Phát Thị Già Quyền Thị Thị Bùi Ngọc Phát Đặng Thị Hiền Thị Phát Na Thị Mạnh Bùi Ngọc Thuyết Phổ Thị Mai Bùi Ngọc Bích Phát Thị Nguyên Bùi Ngọc Hội Tương Thị Chuyết Bùi Thị Phước Bùi Thị Đường Bùi Thị Lệ Bùi Thị Mơ Trần Thị Ngoạn Phát Thị Ngoạn Bùi Thị Miện Bùi Thị Oanh Bùi Thị Miện Bùi Thị Hội Bùi Văn Khánh Phát Thị Thủy Bùi Văn Oanh Phát Na Thị Lụa Thị Chủ Bùi Thị Tịnh Bùi Thị Anh Bùi Thị Liên Bùi Thị Huệ Bùi Nhân Đức Phương Nguyễn Thị Hoa Bùi Văn Thắng Trần Thị Hương Phát Thị Kết Bùi Văn Độ Mỹ Bùi Văn Đoàn Phát Thị Thanh Phát Nghi Quang Thị Sùng Bùi Văn Sờ Bùi Văn Phán Phan Thị Hoàng Nguyễn Thị Ái Nguyễn Thị Hình Bùi Văn Kiên Tường Thị Sáu Bùi Thị Hương Bùi Ngọc Sơn Nguyễn Thị Tấn Bùi Văn Lát Phan Thị Lâm Bùi Văn Bình Phan Thị Dung Bùi Thị Đỗ Bùi Thị Thủ Bùi Thị Nhiên Bùi Văn Lan Tuấn Nghị Hà Tường Thị Thủy Cùng Nghị Toàn Sơ Quyên Nghị Đảng Thức Nghị Nhân Cửa Nghị Cao Để từ chúng chúng con Nghị cầu nguyện nghĩ mười phương chư Phật nghĩ chư hiện thành tam được đi Đông Phương giáo chủ dược sư lưu ly quang minh như lai hội chỉ cho trẻ dài trai gái được đi công đức này được kỳ thân tâm khăn thái gia đình hưởng chúng yên vui thầy chúng sinh đâu đấy được thấm nhuần Phật pháp bi em thiệt nghĩ đệ tử chúng con mang thân tứ đại được lấy tâm hoặc các luôn không giữ mực điều hoặc để phụ tạng hóa ra bất phục hoặc nắng gió coi thường nên cảm mạo khiến cơ thể khó chuyển vận hành bởi thế nay cổ phong tướng hiện khổ nhiều phen lo cử hoành đảo đông sầu gặp ngà lòng chỉ mong mọi ách nạn tăng tiêu chí những ước mơ các duyên lành kịp đêm đi đến hôm nay sở này cũng giảng thiết lập y kinh đạo tiết hạ thiên nhân tuần tổng kinh dường sư hội hương nghe thơm bảy liền tra quả bảy ba ni đem tẩy tác bảy ngọn lung linh hoa ư bát bảy bông thơm ngào ngạt kinh khai nhất hội đàn lập nhất khu đệ tử chúng con nỉ đàn tràng tại chùa Cà Miếng thành tâm phóng tụng dược sư lưu ni quang như lai bản nguyện công đức kinh đã xong nay có biểu kinh giải bày trước an ni hàng kính dâng nam mô đông phương giáo chủ dược sư lưu ni quang vương phật kim liên tòa hà kính dâng nam mô đông phương hải hội chư vị bồ tát hồng liên tòa hà thắp vị đại tướng dường xa vị tiền những mong trường chúng lực cho báo thân mạnh khỏe nhờ kinh văn cả quyển thuộc khoan hòa bọn ác ma mời ác ma nghe tiếng mỏ quy mọi tà trưởng nghe tiếng chuông cảm tan ni hàng khắp thế giới hòa bình an là thành đạo từ bi cầu nguyện quốc gia hưng thịnh phú cường nhất tâm dũng mạnh nhi đại nguyện tâm hương khẩn cầu chư Phật chứng minh tái tạo tất thành biểu văn đại tâu biểu văn tuyên tại chùa Cà Mỹ Ưng Nghĩ Hà
Yeah.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được nhân pháp phụ trì già năng mãn thập trùng ba na bà Thank you.
nguyên tỉnh quái châu huyện Yên Thế xã Đường 200 nó ra đã phạt nguyện được chỗ phép tới nhất thiết quốc độ chung hằng truyền ngô thượng văn tại cáo họ vừa đại từ bi dáng đăng mơ pháp hội tiếp thủ hương hoa đăng vi diệu phật cúng đàn yeah.
chọn ví mình thực hiện cái một nhà khó và thủ tư hai đã mất hai ba gian la gian tơ thông đến thờ bá một quá hưu đầu mã viện điều trị thượt trà thương nhân chi các hàm từ mẫn chi tâm chư phật từ đàng trên đời pháp vương tòa hữu nhân hữu phật hữu đất nguyên hoa thổ qua nam việt tà ban nữ việt hữu hành ở ngã nhất nhất tuyên dương thủ kỳ pháp thực phó điệp nhi hồi chư phật từ đàng hữu đất tu công đại công tinh ngã đỏ Thank you.
khó thường vì những ai chân định đệ tử. Nam mô Đà Bảo Chư Lai Chư Phật Tử Đồng Đà Bảo Chư Lai Nhờ Phật Đà Bảo Chư Lai Nhờ Nam mô Đà Bảo Chư Lai Chư Phật Tử Đồng Đà Bảo Chư Lai Nhờ Nam mô Đà Bảo Chư Lai Ba la mật trí tuệ ba la mật nhớ đại
tình hô kim thứ cam độ hợp pháo thể ta kỳ tiến hào hoa linh nữ nhất nhất dài bao hoa. Thực biến pháp giới.
tồn hoài ưu thân đáng tăng khổ bản trầm luân khổ hải vô tai thoát thời đã kiếm đi như nay đáo tinh thành tình cũng chết thử vô đá chân đá ba phòi nữ đàn kiếm ma giật ra ngọ chỗ thắng sự giới phần dân tân đưa qua có thể quảng phùng chư Phật thân cần thiền hiểu cũng đàn Thank you.
nhập vô tâm chung, trong gia nhập thì quang huy dấu hợp công, ô hồn huy lắng lắng, mẹ phái tướng dương dương, chỉ là năng tiếp dẫn đề địa là ngóng hào quang, quan tâm thì bảo thủ, thế khi bảo thủ, thế khi đó là trước hết nhập 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 vô vương, mong hồn sinh tình đồ, dương biến họ tiên đề, đang chung tình dù nằm đàn kế thác thủ, mời toàn thể gia đình quỳ lên để tạ quá nhé. Đây các thầy đọc những câu sám hối ngắn gia đình và tất cả các Phật tử chúng ta đọc theo sau nhé. Ai tôn thiết phả đồ khát tàn thân đằng hương kỳ đàn nội lục căn vị định tác nghiệp đã khen đình hùng thiệp tà phi đồng chỉ hoặc quay vô đại đại hương hoặc yên đằng yên diệt đăng hoặc ám hoặc binh thì tụng kinh văn cú độc hoặc quay vô thượng hạ anh thỉnh Phật thánh vị thứ hoặc thất cú hậu tiên dùng thân ngon như thanh diễm hương đàm mà đà tuyên phạm ngữ nhi âm phi chính từ hữu hữu tư thông hư hô đàm tu tiên kỳ tăng ám áo tờ tu tiên đàn y áo tóc tóc dục màu anh thiết hết tu thường sám ma thần đồ đà có hiểu văn nghi đương mật bảo đọc theo nhé. Đệ tử chúng con chí tâm sáng hối và kia gây nên bao ác nghiệp đều vì có thủy tham sân si chúng con tuyên diễn kha nghi lập đàn giải kết
để giải trừ nghiệp chướng, cầu cho tiên tổ trong chi tộc chúng con được vãng sinh tịnh độ. Đàn lễ trang nghiêm, chúng con càng kính ơn Phật, ơn quý Thầy. Đến giờ khóa lễ đã chu viên, chúng con vô cùng hoan hỷ bởi đức từ bi của Phật, của quý Thầy đã ban cho, và càng hoan hỷ vì chúng con vừa làm được một việc báo hiếu tổ tiên vô cùng ý nghĩa. Giờ này chúng con không biết lấy gì để cảm tạ công đức trên quý Thầy. Thành tâm có chút tịnh tài tịnh vật dâng cúng dàng, ngưỡng mong quý Thầy từ bi nạp thụ cho chi tộc chúng con được ân chiêm công đức ạ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, các cô, các bác trong đồng tộc họ Bùi, quả là túc phúc nhân duyên. Hai ngày vừa qua gia đình chúng ta thiết lập trai đàn tại chốn trụ xứ chùa Cảm Ứng của quê nhà đây để siêu tiến cho tổ tiên nội ngoại của chi tộc được siêu sinh tịnh độ, và đồng thời cũng để kỳ nguyện cho toàn thể các con các cháu và đồng thể chi tộc họ Bùi chúng ta được cát bảo bình an. Trong kinh Đức Phật dạy rằng tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Nhà Nho thì nói rằng bách hạnh hiếu vi tiên, tức là chúng ta có thực hiện 100 hạnh lành thì hiếu thảo vẫn là hạnh đầu tiên. Chi tộc chúng ta được như ngày hôm nay là ơn nhờ tổ tiên sinh thành dưỡng dục và tài bồi, chúng ta lại có cơ duyên được gần gũi ngôi Tam Bảo, được thân cận các quý Thầy. Từ hai yếu tố lòng hiếu thảo và chúng ta biết đến Tam Bảo dưới sự hướng dẫn của quý Thầy thì cái chữ hiếu của chúng ta càng có ý nghĩa sâu sắc hơn. Chính vì thế cho nên trong hai ngày vừa qua diễn ra trai đàn, ngày hôm kia thì chúng ta biết rằng có cơn bão số 2 dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền và khu vực chúng ta là khu vực bị ảnh hưởng. Thế nhưng chúng ta trên thì kính ơn Tam Bảo, Phật Tổ từ bi gia hộ, Long Thiên hộ pháp ủng hộ, tổ tiên chúng ta linh thiêng lên cơn bão qua đi và dường như khóa lễ chúng ta không có ảnh hưởng. Khóa lễ được thành công, thập phần viên mãn. Được thành công như vậy thì trước tiên cũng là cái phúc của gia đình toàn thể họ Bùi chúng ta, và có lẽ Phật Tổ các vị hộ pháp Long Thiên cũng cảm cái lòng thành của toàn thể chi tộc, cho nên là khóa lễ được thành tựu trọn vẹn như vậy. Đây là một sự nhiệm màu. Và trải qua suốt hai ngày khóa lễ thì với đàn tràng hết sức là thanh tịnh trang nghiêm, với gia đình trai chủ, với toàn thể chi tộc, với toàn thể quý vị tín đồ Phật tử, chúng ta nhất tâm chí thiết chí thành. Các thầy, các sư và các thầy cung văn cũng nhất tâm chí thiết chí thành để cầu nguyện cho chúng ta. Thì với ba yếu tố đàn tràng thanh tịnh, tín chủ chí thành và các sư các thầy cung văn nhất tâm cầu nguyện thì đó gọi là tam đàn giới thể của chúng ta được viên mãn. Cái này thì trước tiên xin chúc mừng toàn thể các cụ công các bà trong gia tộc đã làm trọn vẹn được một việc làm hết sức cao cả và ý nghĩa. Thì trước khi khóa lễ mãn tán, gia đình thành tâm ra để lễ tạ
các quý thầy và các thầy cung văn, thì nhà chùa xin đại bệnh quý tôn đức làm lễ cho chúng ta từ hôm qua tới giờ. Xin đón nhận tấm lòng của toàn thể gia đình, đón nhận toàn thể tấm lòng của đồng tộc chúng ta, và cầu nguyện hồng ân tam bảo, chư Phật, chư Đại Bồ Tát, hộ pháp Long Thiên, thùy từ tiếp dẫn chư vị chân linh đa tiên nội ngoại của dòng họ Bùi chúng ta được siêu sinh tịnh độ, và cầu nguyện tam bảo gia hộ cho toàn thể dòng tộc chúng ta luôn luôn được mạnh khỏe, được thịnh vượng, và là những người Phật tử hộ trì cho tam bảo thường trụ tại thế gian. Các vị thành tâm lễ tạ ngôi tam bảo tác đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên quý thầy đã hoan hỷ nạp thụ cho rồi, hiếu chủ chúng con xin thành tâm tạ lễ tam bái. Gia đình và các Phật tử chúng ta lễ tạ xong đó thì chúng ta đi dọn dẹp đàn tràng hóa phần mã nhé. Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đại hiếu mục kiền liên Bồ Tát. Kính bạch chư tôn thiền đức. Kính thưa các cụ thái ông lão bà. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử. Thời giờ này khóa lễ cầu siêu phù độ gia tiên chi tộc họ Bùi chi hai ngày một, chúng con đã được thành tịnh tập phần viên mãn. Chi tộc chúng con xin thành tâm đệ đầu đỉnh lễ cung kính tri ân chư tôn thiền đức đã hoan hỷ quang lâm chùa cảm ứng giúp đỡ chúng con phần nghi thức tâm linh. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các cụ thái ông lão bà, quý vị Phật tử đã hoan hỷ trợ duyên cho khóa lễ được thành tựu chu viên. Nguyện cầu mười phương chư Phật chứng tâm gia hộ cho chư tôn thiền đức được pháp thể khánh an, tuệ tăng thường chiếu. Kính chúc các cụ, các quý vị trở vô lương an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô hoan hỷ tạc Bồ Tát tất đại chứng minh. Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự nhiệt tình của ông bà Tài Bình Vân cùng gia đình đã giúp đỡ từ khâu chuẩn bị đến tổ chức của lễ được hoan hỷ viên mãn. Gia đình cảm ơn các bạn hữu xa gần của các cháu Tuấn Cẩn và gia đình đã về dự buổi lễ. Xin đa tạ. À, xin đa tạ.